xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã cùng quay trở lại với kênh của mình nha. Bây giờ mọi người cùng mình đi vào trong để khám phá nha. Nhà vệ sinh luôn đấy, rất sạch sẽ, người ta quét dọn liên tục, bộ đội quét dọn liên tục nhá. Đấy này, đấy đẹp chưa, đấy là đẹp nha anh em nha. Đây. Người ta đi cái này là Quảng An. Đây là trong này là nhà vệ sinh các thứ anh ạ. Hàng hai cái ra ở đây có một cái hàng bảy ký rồi, nhưng mà
xuyên từ bên Trung Quốc sang vận. Bên trên nó thì là cái đồi rất là cao.
chi là đẹp anh em nhá.